Vào ngày trai giới con có xin thọ tám giới online tại nhà thì các giới như trộm cắp, tại dâm, uống rượu, ngủ giường cao, nệm lớn, nước hoa, đàn ca, múa hát con đều tránh được. Trong ngày này con cũng hay suy tư về pháp, nghe các vị giảng sư giảng liên tục, nhưng giới không ăn sái giờ con hay phạm lỗi. Con thọ tám giới lúc 6 giờ sáng xong con nhịn ăn tới trưa. Bữa trưa con ăn vừa đủ, không ăn quá no, xong con nhịn đến chiều tối con quá đói, xong tới 8-9 giờ đêm con hay đứt giới. Con không chịu tới sáng hôm sau, nổi tới sáng hôm sau. Con biết con giữ trọn giới này thì con có nên thọ 8 giới nữa không? Sư mẹ con thì bảo con biết giữ không được thì đừng thọ. Con cũng nghe giảng một người kia dù thọ 8 giới được nửa ngày thì cũng sinh về cõi trời, thì con cũng mong muốn thọ tiếp nữa để có thêm nhiều thiện phước cho con cố gắng so với số ác nghiệp con đã tạo nên. Thì cái vấn đề là do mình. Tại sao mình làm cái chuyện kỳ cục như vậy? Tức là buổi sáng nhịn ăn sáng, buổi trưa thì ăn ít, rồi để tới tối mình giữ giới không được. Tại sao sáng mình không ăn, sáng không ăn bình thường, sáng cứ ăn sáng bình thường, trưa vẫn ăn no bình thường, thì tối là mình giữ được giới? Cái này á, người ta gọi là mình vì một cái lợi ích mà mình hủy luôn tất cả những cái lợi ích khác. Thí dụ như sư biết là quý vị ham cái phước, cái chuyện mà ngày ăn một bữa, đúng không? Ngày ăn một bữa rồi ăn vừa đủ no, quý vị ham cái phước đó. Mà rốt cuộc vì cái chuyện đó mình không đủ khả năng để mình thực hiện, để rồi tối mình giữ không được giới là mình hư hết luôn. Cái phước ngày ăn một bữa mình không có được, mà cái phước của tám giới cũng không có luôn. Như vậy thì để làm cái gì? Tức là mình biết cái khả năng mình không có thì mình đừng có làm. Cho nên á, thà quý vị cứ ăn sáng bình thường, ăn trưa bình thường, nhờ vậy mình giữ được tám giới, còn hơn là mình ráng mình không ăn sáng rồi mình ăn trưa cũng ăn ít, rồi rốt cuộc mình không có được cái gì hết. Không được cái phước của cái chuyện là ngày một bữa không có luôn, mà cái phước của tám giới cũng không có luôn. Cho nên là vấn đề này là, đó là cái lời khuyên của sư để quý vị khắc phục điều đó ha. Còn cái chuyện mà giữ tám giới mà quý vị giữ được một buổi thì nó cũng là có phước, thì sư đồng ý cái chuyện đó. Nhưng chúng ta nên biết rằng chúng ta giữ trọn vẹn thì phước nó mới lớn nhất, còn chúng ta giữ có chút xíu thì phước cũng hạn chế nhiều lắm ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.